Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về Level 999 Island of the Void, Level 999 Survival Difficulty, Class Undetermined, Mysterious Property, Unknown Information, Undocumented Entities. Level 999 là level thứ 1000 của The Back Room và là level cuối cùng của Cluster 1. Trước khi đi sâu vào level 999 thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của từ Cluster. Cluster là một khái niệm chỉ một cụm các level bình thường trong The Back Room, với Cluster 1 là từ level 0 đến level 999. Được rồi, chúng ta sẽ đi sâu vào level 999 nào. Level 999 có hình dạng là một hòn đảo nhiệt đới lơ lửng trên một khoảng không vô tận và tối đen như mực. Hòn đảo này bao gồm những thứ như cát, cây cối và nước, nhưng tất cả đều bị bao phủ trong bóng tối hoàn toàn. Không có thực thể nào được xác nhận ở level này. Việc rơi khỏi hòn đảo vào khoảng không bên dưới sẽ khiến bạn rơi trở lại hòn đảo từ trên cao. Khi bạn dành nhiều thời gian hơn ở level 999, có khả năng bạn sẽ gặp phải những ảo giác hoặc là hình ảnh về những ký ức của mình. Những kỷ niệm này bao gồm những hối tiếc lớn nhất của bạn và những điều kinh khủng nhất mà bạn đã làm trong đời, trong hoặc ngoài The Back Room. Và rồi, bạn sẽ bắt đầu chuyển sang việc nhìn thấy những ảo giác về tương lai của bạn. Hầu hết trong số đó thường rất đen tối và nghiệt ngã, chẳng hạn như chết khi còn trẻ. Nhưng cũng có thể là những hình ảnh về một phiên bản tốt hơn của chính bạn, cho thấy rằng bạn đã có thể có những gì nếu bạn không phạm phải những sai lầm trong cuộc sống. Cuối cùng là những lời thì thầm từ một loạt các giọng nói khác nhau sẽ tràn ngập tâm trí bạn, chế nhạo bạn vì những hối tiếc và sai lầm của bạn. Nhưng ảo giác và hình ảnh này được mô tả như thể là tra tấn. The Whisper có thể được mô tả là một thực thể biết mọi thứ về những người bước vào level 999. Đây có khả năng là một thế lực đứng đằng sau những ảo giác được sử dụng để tra tấn những người đến level 999. Sau đây là danh sách một số những lời thì thầm mà những người sống sót thường hay nghe thấy. Người đang tuyệt vọng. Tất cả là lỗi của người. Người không thể cứu họ. Đây là cái kết của người. Hãy nhìn những gì người có thể có được. Người sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này. Đây chính là tương lai mà người tự xây cho chính mình. Người có tự hào về điều này không? Người xứng đáng nhận những điều này. Người sẽ không bao giờ trốn thoát. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video. Đó chính là cách để vào và cách để thoát ra khỏi level 999. Đi bộ vài trăm dặm trong khu vực số 3 của level 998 và cuối cùng bạn không chống chọi nổi với tình trạng kiệt sức, đói hoặc mất nước thì bạn sẽ bất tỉnh. Khi bạn tỉnh dậy, bạn sẽ thấy mình ở level 999 với tất cả các triệu chứng đã khiến bạn ngất đi. Chỉ có một cách duy nhất để rời khỏi level 999. Đó chính là ăn năn với mọi tội lỗi mà bạn đã phạm phải trong cuộc đời, từng lỗi một. Bạn sẽ dễ dàng nhớ chúng vì những lời thì thầm sẽ buộc bạn phải hồi tưởng lại tất cả. Không phải ai cũng có đủ ý chí để làm điều này khi bị dày vò bởi những điều trông thấy. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội lỗi của bạn, bạn sẽ chết hoặc bị đưa trở lại level 0 nếu bạn không thể hối cải. Có thể những lời thì thầm sẽ quyết định một số phận khác cho bạn, có thể là cụ thể hơn cho những tội lỗi mà bạn phạm phải. Nếu bạn có thể sám hối thành công, thì bạn có thể nghe thấy những lời thì thầm. Người đã được tha thứ, người sẽ được tiến xa hơn nữa. Lúc này, bạn có thể thức dậy ở level 1000. Đây là cách duy nhất để truy cập Cluster 2. Hiện tại thì vẫn chưa thực sự có thông tin về level 1000 hay Cluster 2. Vậy nên, cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.